Xin chào anh chị. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 43/2022/QH15, đồng thời ban hành nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 1 năm 2022 về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Chính sách này quy định cụ thể với hóa đơn giá trị gia tăng áp dụng thuế suất 8%, dành cho nhóm hàng hóa dịch vụ có thuế suất 10%, thuộc đối tượng được giảm 2% thuế giá trị gia tăng, hoặc được giảm trừ khoản tương đương 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bán hàng. Vì vậy, MISA SME đã kịp thời đáp ứng tính năng, giúp người dùng lập các loại chứng từ đối với dữ liệu hóa đơn đầu vào có giảm thuế giá trị gia tăng, được lấy về từ MISA Minvoice và với cả các hóa đơn đã xuất từ phần mềm khác. Chi tiết phần mềm đáp ứng như sau. Trường hợp doanh nghiệp lập chứng từ hóa đơn đầu vào có áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 43 lấy về từ MISA Minvoice. Tại tab hóa đơn đầu vào trong phần hệ mua hàng, anh chị kết nối tài khoản Minvoice và thực hiện đồng bộ để lấy dữ liệu hóa đơn đầu vào về MISA SME. Trên danh sách kết quả trả về, anh chị chọn dòng hóa đơn và nhấn lập chứng từ tương ứng. Hoặc anh chị có thể hạch toán đồng thời các hóa đơn cùng loại chứng từ bằng cách nhấn lập chứng từ nhiều hóa đơn. Trong giao diện lập chứng từ, phần thuế giá trị gia tăng được giảm theo nghị quyết 43 sẽ được thể hiện tương ứng với từng loại hóa đơn như sau. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, cột tiền thuế giá trị gia tăng hiển thị số thuế giá trị gia tăng phải nộp tương ứng với thuế suất 8%. Đối với hóa đơn bán hàng, cột thuế giá trị gia tăng được giảm hiển thị số thuế được giảm tương ứng với 20% tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng. Trường hợp doanh nghiệp lập chứng từ mua hàng với hóa đơn đầu vào đã xuất trên phần mềm khác, có áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 43. Thao tác lập chứng từ mua hàng hóa dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng được thực hiện cực kỳ đơn giản với những đơn vị sử dụng MISA SME 2022 phiên bản R11 trở đi. Cụ thể, đối với hóa đơn giá trị gia tăng, dựa trên các thông tin hóa đơn đã nhận, anh chị thêm mới chứng từ mua vào trong phần hệ mua hàng như bình thường. Tại tab thuế, anh chị lưu ý chọn thuế suất 8%. Chương trình sẽ tự động tính toán số thuế giá trị gia tăng tương ứng. Còn khi đơn vị nhận được hóa đơn bán hàng, anh chị tự tính thuế giá trị gia tăng được giảm của từng mặt hàng trên hóa đơn theo công thức, thành tiền nhân với tỷ lệ tính thuế theo quy định của nhóm ngành nghề tương ứng nhân với 20%. Sau đó, anh chị nhập kết quả vào cột thuế giá trị gia tăng được giảm. Tổng số tiền ở cột này chính là giá trị thể hiện ở dòng ghi chú trên hóa đơn. Đã giảm số tiền tương ứng 20% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 43/2022/QH15. Trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm với các phiên bản cũ hơn, cụ thể là MISA SB 2022-R10 trở về trước, MISA vẫn cho phép người dùng lập chứng từ với hóa đơn đầu vào có giảm thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, cách mà phần mềm đáp ứng sẽ không thể thuận tiện như khi anh chị thao tác trên phiên bản MISA SME 2022-R11 trở đi. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, trên giao diện tạo mới chứng từ, tại tab thuế, anh chị cần chọn thuế suất 10%, sau đó tự nhập lại giá trị tại cột tiền thuế giá trị gia tăng theo công thức, thành tiền nhân với thuế suất 8%. Đối với hóa đơn bán hàng, nếu đơn vị sử dụng MISA SME 2022 phiên bản từ R7 đến R10 đã hết hạn cập nhật, trên giao diện lập chứng từ, anh chị tự tính thuế giá trị gia tăng được giảm của từng mặt hàng trên hóa đơn theo công thức, thành tiền nhân với tỷ lệ tính thuế theo quy định của nhóm ngành nghề tương ứng nhân với 20%. Sau đó, anh chị nhập kết quả vào cột thuế giá trị gia tăng được giảm. Tổng số tiền ở cột này chính là giá trị thể hiện ở dòng ghi chú trên hóa đơn. Đã giảm số tiền tương ứng 20% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 43/2022/QH15. Nếu đơn vị sử dụng MISA SME 2022 phiên bản R6 trở về trước, anh chị nhập trực tiếp giá trị sau khi giảm trừ 20% tương ứng với từng mặt hàng vào cột thành tiền trên giao diện lập chứng từ. Như vậy, với MISA SME phiên bản cũ hay phiên bản mới nhất, anh chị đều có thể sử dụng phần mềm để lập các loại chứng từ mua hàng hóa dịch vụ đối với dữ liệu hóa đơn đầu vào có giảm thuế giá trị gia tăng, được lấy về từ MISA Minvoice hay phần mềm khác. Tuy nhiên, MISA khuyến khích quý khách hàng nâng cấp lên phiên bản mới nhất để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.
Đây sẽ là công cụ hỗ trợ hiệu quả kế toán các doanh nghiệp thực hiện tốt nghị quyết 43/2022/QH15 và nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi và chúc anh chị thực hiện thành công.